Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. Lại là Đánh Chat đây. Hôm nay thì trong phiên Á cũng như là phiên Âu nữa, để chúng ta nhìn thấy thị trường sau cái bối cảnh mà tin lãi suất của ngày hôm qua đồng đô la Mỹ đúng không? Kịch bản thì mình đã nhận định cho mọi người trên video tuần đó là vàng nó có sẽ có khả năng sẽ có những cái nhịp giảm mạnh trước cái kỳ tin lãi suất. Và chúng ta thấy là trước cái kỳ tin lãi suất thì vàng nó đã giảm rất là mạnh đúng không? Đẩy đỉnh đạt cái ngưỡng là gì? 2010, sau đó là giảm về cái vùng giá 1934. Ngày hôm qua là chạm mốc 1934, sau đó mới bật tăng trở lại. Cái video ngày hôm qua mình nhận định cho mọi người là khả năng cái vùng giá 30 đến 37 là một cái biên độ mà giảm vàng nó giảm về rồi sau đó là có thể là nó hồi tăng trở lại. Thị trường thì đã xả trước tin vào ngày hôm qua, thì khi tin lãi suất ra thì vàng nó lại bật tăng đúng không? Lại bật tăng rất là mạnh. Sáng nay và cho đến là phiên bây giờ hiện tại phiên Âu thì mọi người thấy là vàng nó đạt cái ngưỡng là gì 1983 rồi. Đây là một cái vùng giá nhé, đây là một cái vùng giá mà mình sẽ quay sang cái biểu đồ này. Đây là một cái vùng giá mà khả năng nó sẽ giảm trở lại trong cái phiên Mỹ ngày hôm nay nhé. Bây giờ cuối phiên Âu của khả năng trong phiên Mỹ ngày hôm nay. Cho nên là với xu hướng thì cái vùng giá này là cái vùng giá mà các bạn có thể tìm điểm bán xuống nhé, có thể tìm điểm bán xuống. Hôm nay thì mình làm cái video nó hơi muộn, nhưng thực tế là thị trường thì nó sideways cả ngày, cho nên là mình có một chút việc nhưng không có lên video được cho mọi người. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ rằng là với cậu vàng là mình tập trung chính thì nó cũng không muộn để nhắc cho mọi người rằng là với cái kịch bản vùng giá này là cái vùng giá mọi người tìm điểm entry. Ở khung H1 thì chúng ta đang thấy có tín hiệu giảm nhưng mà lực giảm chưa có mạnh nha, mọi người nhìn thấy này. Giả sử như là các cái khung giờ thấp thì các bạn có thể là quan sát bật view to lên, chúng ta sẽ thấy là có thể trong cái biên độ 80 đến 85 các bạn bán xuống và mục tiêu thì nó quay trở lại các cái vùng như là 70 và sâu hơn là quay trở lại các cái vùng như là 56 hoặc 60 nhé. Đấy là trong dự báo rằng khả năng là cuối phiên Âu và sang phiên Mỹ ngày hôm nay thì chúng ta có những kịch bản bán như thế. Phá vỡ được cái ngưỡng 1985 thì có thể nó đẩy đỉnh và tăng trưởng tiếp. Nhưng mà ở đây thì Richard cảm thấy được cái lực bán nó đang bắt đầu xuất hiện rồi, cho nên là mọi người sẽ ưu tiên từ giờ cho đến phiên Mỹ thì chúng ta canh bán xuống nhé, canh bán xuống. Tất nhiên là nếu như bán biên độ của chúng ta lên đến vùng 85 thì SL sau đó khoảng 20 pip thôi. Đúng không ạ? Còn nếu như các bạn nào bán dài thì quản trị vốn làm sao mà trong một biên độ giá có thể là 50 pip đi. Nhưng mà ví dụ các bạn rủi ro là 1% thì vẫn là 1% trong biên độ khoảng 50 pip đấy thôi nhá. Tức là chia vốn ra. Nhiều các bạn có thể bán xuống. Ở đây thì nó hai có hai cái mẫu nến đảo chiều ở đây rồi, nhưng mà lực thì nó chưa có mạnh đâu, lực chưa có mạnh. Nhưng mà đây là cái cơ hội để cho mọi người thì chờ entry bán xuống. Các bạn có thể là đặt limit và quản trị vốn nhá. Ví dụ rủi ro 1% hay 0,5% hoặc là có những bạn đánh rủi ro cao hơn thì chia khoảng vốn, chia cái volume trong cái khoảng vốn, cái khoảng giá đó để chúng ta giao dịch nhá. Đấy là với vàng. Riêng đối vàng. Còn về mặt tin tức thì hôm nay buổi tối chúng ta có cái tin lãi suất liên quan đến đồng bảng nhé, trong phiên Mỹ. Lãi suất liên quan đến đồng bảng Anh. Và lãi suất của đồng franc Thụy Sĩ thì nó đã ra rồi, nhưng mà trọng tâm tối ngày hôm nay thì chúng ta có cái tin lãi suất của đồng bảng nữa, thì các bạn nào mà giao dịch đối với đồng bảng thì chúng ta sẽ lưu ý. Và đặc biệt là thị trường sẽ tiêu hóa tin tức sau cái lãi suất của Fed. Đúng không? Lãi suất thì dự báo tăng là đương nhiên thị trường biết, và chúng ta thấy là thị trường thì bây giờ hành vi tâm lý thì thường là thậm chí là mua tin đồn đấy, cho nên là dự báo là tăng, cho nên là thị trường đã được chạy, thậm chí là đã chạy trước rồi, biến động trước đó rồi, cho nên sau khi tin ra thì nó cũng không còn nhiều lực nữa. Và chúng ta thấy rằng là các cái kịch bản ví dụ như là đồng USD thì nó đang giảm trở lại trên các cái khung giờ H4 hoặc D, nên là các cái cặp tiền tỷ giá khác thì nó hưởng lợi rất là nhiều. Ví dụ như EU, GU nó tăng và đạt đỉnh và tiếp tục là gì, nó đẩy đỉnh và tăng tiếp rồi. Vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên với các cái chiến lược những cái cặp tiền đuôi U nhá, là chúng ta canh mua lên nhá, canh mua lên. Nhưng riêng đối với bảng Anh ngày hôm nay, mọi người lưu ý này, bảng Anh thì sau khi nó phá vỡ các cái đỉnh sideways thì ở đây mọi người nhìn thấy, quan sát thấy có một cái đường kênh hướng lên trong khung 1 giờ nhá. Đúng chưa? Đây người ta gọi là một cái vùng gì ạ? Vùng cản về tâm lý đường kênh neckline á. Thì nó đang xuất hiện tín hiệu ở đây chính là giảm điều chỉnh trở lại nhá. Với cái tín hiệu này thì trước thềm tin lãi suất buổi tối phiên Mỹ ngày hôm nay thì các bạn có thể lướt sóng, nhưng cái quan trọng nhất là cái vùng giá này này tạo ra được một cái tín hiệu đảo chiều thì các bạn có thể bán xuống, bởi vì chúng ta nhìn thấy được điểm SL. Chúng ta được nhìn thấy được điểm SL, đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu như lãi suất ra mà cái vùng này nó không phá vỡ mà nó tạo ra cấu trúc đảo chiều thì các bạn bán xuống. Còn đương nhiên lãi suất thì khả năng tăng, và đồng cặp này nó cũng đã tăng trước gì? Trước tin, chưa kể rằng là nó hưởng lợi từ cái việc chỉ số đô la Mỹ nó lại đang giảm mạnh sau tin lãi suất, cho nên là nó tăng đẩy đỉnh rất là mạnh. Các bạn nhìn thấy đỉnh không ạ?
Đây là tin lãi suất ngày hôm qua nó có một đỉnh vào ngày hôm nay nó test lên nó đẩy đỉnh một nhịp thôi, nhưng mà sau khi đẩy đỉnh một chút nó chạm cái đường kênh neckline này thì nó lại giảm trở lại chứ nó không phải tăng tiếp. Vậy thì với cái tín hiệu như thế này thì khả năng thị trường chốt lời và chờ tin. Đây là những cái tín hiệu thị trường chốt lời chờ tin lãi suất tối nay nhé. Do đó là ở đây mà tạo ra cấu trúc đảo chiều, ví dụ như là các cái mô hình nến giảm mạnh ở đây thì các bạn entry bán xuống và TP của chúng ta là kỳ vọng quay trở lại là các cái vùng hỗ trợ ở đây. Đúng không? Các cái chiến lược ngày hôm qua mình đưa cho mọi người thì nó gì có lợi nhuận rất là nhanh và lợi nhuận khá là lớn. Mình đã khuyên cho mọi người là chúng ta close trước cái thềm tin là một. Thứ hai nữa đó là cái mà nguyên tắc mình đã ghim trên nhóm trên kênh 24 giờ cho mọi người, các bạn nên cố gắng tham khảo và đọc các cái nguyên tắc đấy để chúng ta biết cách quản trị vốn. Còn đương nhiên vào một buổi live stream nào đó thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà chúng ta quản trị vốn làm sao cho nó hiệu quả, kể cả việc các bạn TP hay dịch SL hay là đi cách đi lệnh nữa chẳng hạn, hoặc là buôn bán mua bán tại những cái vùng giá nhá, tại những cái vùng giá nữa. Cho nên là riêng với GBPUSD thì phân tích quay trở lại biểu đồ thì mọi người sẽ thấy nếu như các bạn mà có thể kẻ ra những cái đường trend trong ngắn hạn ở đây thì các bạn có thể lướt sóng được. Nhưng mà tin đối với đồng bảng thì nó khá sớm, 7 giờ tối theo giờ Việt Nam chúng ta là có tin rồi. Do đó là các bạn sẽ nếu như an toàn thì là sau tin chúng ta giao dịch nhá. Kết hợp giữa tin với cống với lại biểu đồ, với xu hướng và với các mô hình nến để chúng ta giao dịch nó sẽ hiệu quả nhất. Còn có chiến lược thì Richard sẽ gửi lên trên kênh cho mọi người nhá, trên nhóm cho mọi người. Đấy là với GBPUSD. Những cái cặp tiền sắc ngoài XAU với GBP ra thì những cái cặp chỉ số này với dầu thì nó đang tăng trưởng rất là mạnh rồi, chiến lược chung với dài hạn chúng ta đúng không ạ? Các bạn mua lên và đương nhiên vẫn sẽ gồng tiếp nha. Đây chưa phải là những cái vùng mà chúng ta TP, nó 5-700 pip cũng chưa phải là một cái vùng mà gọi là một cái biên độ lớn để cho đánh chung với dài hạn nó xứng đáng. Cho nên là các bạn vẫn theo chiến lược của Richard với những quý anh chị mà đã là những người đầu tư đồng hành cùng ấy thì vẫn tiếp tục giữ lệnh hầu lên cho mình nha. Nha, tiếp tục hầu lên. Và đặc biệt là với những người đã nhận được cái chiến lược về cặp chỉ số Dow Jones. Đây mọi người nhìn thấy Dow Jones đó, cái kịch bản mà mình đã vẽ ra đưa cho mọi người nó rất đi rất là chính xác. Những cái cú giảm ở đây này, chúng ta đã ăn được cái nhịp này đúng không? Tiếp theo những cái nhịp chúng ta mua lên ở đây. Và khi mà chạm đường kênh với những cái vùng giá này là cái nhịp chúng ta bán xuống, mọi người thấy không ạ? Cái phản ứng của Dow Jones ngày hôm qua liên quan đến tin nó đã chạm được cái ngưỡng bán rất là đẹp ngày hôm qua. Đó, và bây giờ thì mọi người thấy không? Hôm nay thì nó giảm giá rất là mạnh. Bởi vì mình đã phân tích cho mọi người riêng với Dow Jones nó rất nhạy cảm với chỉ số DXY. Mọi người thấy không ạ? Nó giảm rất là sâu, mọi người nhìn này. Đó, cho nên là khi mà các cái nhịp giảm như này thì mục tiêu của target của chúng ta khi mà mình đưa chiến lược cho các quý anh chị đầu tư vốn lớn và đặc biệt với chỉ số thì đây là cái vùng target cho mọi người nhá. Đúng không? Mọi người thấy rằng ví dụ như ngày hôm qua thì chúng ta bán được cái vùng giá như là 32.5 32.500 á. Bây giờ thì nó xuống khá là sâu rồi, 32.500 32.700. Tiếp theo này hôm nay thì nó xuống khá sâu rồi, mọi người nhớ không ạ? 5-700 pip nó đối với lại Dow Jones thì nó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta có thể giữ những cái chiến lược này nó sâu hơn nhé. Cái xu hướng này có thể nó sẽ còn phá vỡ cái vùng hỗ trợ này cơ. Cho nên là mọi người sẽ lưu ý các cái chiến lược khi mà Richard đưa cho mọi người, đặc biệt là với những cái quý anh chị đầu tư chung với dài hạn nhé. Và với chỉ số thì đương nhiên là các bạn vốn nhỏ thì đừng nên tham gia. Ký quỹ nó cũng đã rất là lớn rồi, ký quỹ thậm chí là nó gấp gì 6-7 lần vàng cơ. Cho nên là các bạn lưu ý rằng với chỉ số không phải ai cũng có thể giao dịch được. Rồi ngày hôm nay thì tin lãi suất liên quan đến đồng phăng thì đã ra rồi. Đối với cặp USD CHF lại là cái chiến lược tiếp theo vừa rồi đây mình cho mọi người. Đó, chúng ta đã thấy là nó phá vỡ vùng hỗ trợ và đây là cái vùng bán. Khi mà Richard làm cho mọi người cái video ấy, đó là cái vùng bán rất là đẹp, test lên sau đó sập sâu. Hôm nay thì tin ra rồi đấy, lãi suất thì tăng 0,5% điểm cơ bản, tăng rất là mạnh. Nhưng có một cái vùng giá các bạn có thể mua nhá. Đây là mục tiêu chúng ta bán xuống này và target đối với các chiến lược bán thì ở vùng biên độ dưới này. Là một, hai nữa là đây là cái vùng giá mà có thể có cái lực mua tăng trở lại. Cho nên là chúng ta muốn mua lên thì hãy quan sát cái vùng giá này nhá, hãy quan sát cái vùng giá này. Ok chưa? Đấy là với phăng Thụy Sĩ. Còn rất nhiều các cặp tiền khác nhưng mà riêng ngày hôm nay thì các bạn lưu ý là sau tin tức ấy nhá, sau tin tức thì thị trường sẽ tiêu hóa tin là một, hai nữa là nó sideways cho nên là đánh cũng khá là thuần. Khá là thuần theo kỹ thuật. Vì vậy là các bạn có thể áp dụng giữa tin tức cộng với lại các mô hình nến và công cụ để chúng ta giao dịch trong những cái phiên này thì nó rất là thuận, giống như là kiểu là sau tin thì mọi người thấy là đánh kiểu gì cũng ăn đấy. Rồi ok, mình là quay sang BTC USD đi. Mọi người có thấy là cái biên độ mà mình đã vẽ ra cho mọi người là một cái biên độ mà BTC nó dao động ngày hôm qua nó đi hết biên luôn. Mọi người nhìn thấy không ạ? Ngày hôm qua nó đi hết biên luôn, tức là gì? Khi tin ra nó
tăng trưởng SL một, tức là quét SL một nhịp đây này, giống như kiểu là nó phá cái đỉnh này một chút nhưng sau đó là sập ngay lập tức. Nếu như mà các bạn mà có đánh tin và giao dịch tin, ví dụ sau tin 10 15 phút thì thấy nó ổn định trở lại này, các bạn đánh xuống thì rất là đẹp, bởi vì sao? Sau khi nó FOMO thị trường và nó lại tạo ra tín hiệu đảo chiều quay trở lại, thì đây là những cái nhịp mà bản thân Richard là theo đánh rất là tốt nhá. Ở dưới đây thì nó có một cái vùng hỗ trợ ngắn, để mình xóa cái này cho mọi người nhìn rõ hơn nhá. Có lại là nhìn nó loè loẹt quá. Ok, đây nó có một cái đáy trước nó đã gì thất bại rồi. Trước đó đã có những cái sự thất bại của gì phe bán trước đó, và bây giờ nó retest quay trở lại và nó hồi tăng. Thì ở đây thì rồi, ví dụ như là trên kênh TP thì mình có làm cho mọi người video sáng ấy, đó là cái vùng chúng ta mua, mình thấy không? Nó mua nó tăng trưởng lại khá là tốt. Thì mục tiêu mua chúng ta sẽ TP ở các cái vùng kênh neckline như thế này nhá. Đây là mục tiêu mua, còn bán thì chạm đến cái ngưỡng này các bạn bán xuống, và nó có thể là có những cái kịch bản và cứ như vậy là nó tạo đỉnh mới. Ok không ạ? Đấy là với BTCUSD. Coi thì rất nhiều các cái đồng coi, ví dụ ETH cũng tương tự nha, mọi người thấy cũng đi khá là giống nhau này, có đáy hỗ trợ đi thuần chưa ạ? Đáy hỗ trợ này. Rồi sau đó là đang hồi tăng trở lại, thì cái biên độ này là cái biên độ sâu nhất nha. Ok, còn đây là cái đáy tạm thời, chúng ta thấy là cái đáy này đang hình thành. Cho nên với ETH USDT thì đây là những cái vùng mà các bạn cành bán xuống này, và đây thì là cái biên nứt lên, bởi vì nó sideways nhưng các bạn có thể đánh trong biên này, và chúng ta nhìn thấy được thì khu vực SL nó khá là ngắn. Ok chưa? Tức là sau đáy này thôi, sau đỉnh này thôi, thì các bạn sẽ giao dịch trong những cái khu vực trùng đà nhỏ, hoặc là với các cái biểu đồ khác. BNB USDT cũng tương tự nha, các bạn thấy không? Nó đang hồi lên. À, ở đây thì các bạn nhìn thấy một cái tam giác này, nó phá vỡ sau đó nó giảm rất sâu, bởi vì liên quan đến tác động từ tin, bởi vì đối với ETH USDT, USD và USDT, cho nên là nó đều liên quan đến cái USD này. Do đó là mọi người thấy không? Cái sự biến động của đồng USD này là cái khiến cho cái cặp này nó biến động theo nha. Đối với lại BNB thì đối với BNB khi mà nó hồi quay lại như thế này thì các bạn chờ một cái tín hiệu ở đây, mình sẽ vẽ rồi mọi người, khi nó đi thuần như này nhá. Nó sẽ có cái nhịp tăng, ví dụ như lên vùng 330 chẳng hạn nhá. Các bạn sẽ quan sát cái điểm 330 ở đây cho mình nhá. Quan sát cái điểm 330, nếu như mà tín hiệu đảo chiều trở lại thì các bạn có thể bán lướt xuống. Ok chưa? Đấy là với BNB USDT nha. Chúng ta có thể là có rất nhiều các cái cặp tiền trong ngày hôm nay giao dịch nữa, nhưng đặc biệt là lưu ý đến là thứ nhất các cặp tiền liên quan đến đồng USD, thứ hai là liên quan đến đồng franc Thụy Sĩ trong ngày hôm nay khi ra tin rồi, lãi suất đồng franc thì nó tăng rất là mạnh đúng không ạ? Thứ ba nữa là lãi suất của đồng bảng Anh. Ví dụ như các bạn thì rất hay chơi vàng và chơi bảng Anh EU chẳng hạn thì các bạn sẽ lưu ý nhá. Đối với EU thì nó liên tục tạo đỉnh mới, và sau những cái buổi live stream mà mình cho mọi người cái mua vùng bắt đáy thì nó tăng một mạch luôn. Ở đây là cái ngưỡng kháng cự mình đã phân tích cho mọi người trong cái phiên hôm trước, đó là gì? Nếu như cái vùng giá này mà nó break thì nó sẽ tăng tiếp, đúng không? Còn nó không phá được cái đỉnh này, nó quay trở lại chẳng hạn, nó giảm thì nó giảm luôn, nhưng mà đây thì nó break cho nên là nó tăng mạnh. Đối với EU liên tục tẩy đỉnh như này thì các bạn chờ mua lên. Nhưng cái biên độ mua thì các bạn phải chờ nó retest quay trở lại cái vùng 1.070 hãy mua nhá. Còn ở đây thì nó đang có tín hiệu giảm, nhưng mà cái lực giảm này là có thể là cái lực chốt lời rất là mạnh chẳng hạn, và tiêu hóa tin liên quan đến đồng USD. Khi USD nó hồi trở lại sau cái cú giảm mạnh ngày hôm qua thì nó có thể có những cái cú như thế này. Thì các bạn nếu như đánh xuống thì hãy SL sau cái đỉnh này cho mình, bởi vì chúng ta có rất nhiều cây H1 và nó tạo ra được vùng đỉnh rồi, cho nên là chúng ta có thể SL sau đỉnh này và bán xuống cho mình nhá. Đấy là với EURUSD. Ok, cái video ngày hôm nay thì mình lướt view cho mọi người cái thị trường ở đây, và đặc biệt là với các cái chiến lược liên quan đến vàng cũng như là vào cuối phiên Âu và sang phiên Mỹ nha. Bây giờ thì cái video mình xin tạm dừng ở đây. Kính chúc cả nhà có một ngày giao dịch hiệu quả. Chúng ta sẽ gặp nhau trong các cái buổi live tới, cũng như là có thể Richard sẽ tổ chức một cái khóa học cho mọi người liên quan đến kỹ thuật trading và kỹ thuật quản trị vốn, để các bạn có thể là trading một cách ổn định cũng như là có thể quản trị vốn, và đặc biệt với những bạn nào mà đang muốn trading quỹ, bởi vì trading quỹ của chúng ta thì cái việc phương pháp thì không khó để chúng ta học, nhưng riêng quản trị vốn thì là đâu đó rất nhiều người mắc chẳng hạn. Do đó là Richard có thể sẽ tạo ra một cái lớp như thế hoàn toàn free cho mọi người, nhưng cụ thể thời gian như thế nào và số lượng các bạn đăng ký như thế nào thì mình sẽ gửi form cho mọi người đăng ký, cũng như là sẽ dự kiến thời gian khi mà mình live stream mình sẽ công bố nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.